Mẹ ơi, mẹ con đói bụng. Con đói bụng hả? Giờ con muốn ăn gì ha? Con chào thịt chín thì con ăn với mẹ. Ăn mì tôm với cốt kho. Ăn mì tôm với cốt kho hả? Với thịt bò. Với thịt bò. Cái da. Với da. Da con ăn gì hơn. Cô không ăn thương đâu. Ăn thương con mất cổ. Vậy hả? Mẹ chút mẹ nói thôi, mẹ kêu con nha. Để cô lấy trước cho mẹ. Ừ, giỏi quá. Mệt á, trưa nắng ở ngoài Lâm Đồng á, dì mời mình nói là ở ngoài đó từ hôm đó nay là hạn từ tháng 9 cho tới hạn từ tháng 9 mà cho tới nay là tháng 3 tháng 4 rồi mà chưa có mưa. Rồi mỗi một mấy năm trước á là mỗi một năm á những cái tháng này đều hạn, nhưng mà năm nay thì hạn nhiều. Rồi cây tà, cây tái của dì mời mình nó chết nhiều lắm. Thuốc này thuốc gì vậy? Thuốc mua hỏi mẹ đó, mua hỏi một con mẹ đó. Nè hả? Con cho mẹ uống thuốc làm chi vậy? Con mẹ sẽ mẹ, bây giờ mẹ uống trước, vô trước. Cái con cho mẹ ùm nha. Ừ. Vui vui lầm dứt. Đó, lụm như thuốc lên đâu rồi? Không đỡ, bị dơ rồi. Dính đây, dính chó rồi. Bây giờ mẹ, bây giờ dơ rồi. Dơ rồi, lấy khác đi, rồi lấy khác. Cho chụp đi. À, thuốc à, đừng chụp. Rồi. Cảm ơn con. Con cho mẹ uống thuốc đặng chi vậy? Đặng mẹ khỏe bệnh, bây giờ cái này nè. Bây giờ chị ấp uống thuốc này. Giờ để cho chị ấp uống. Giờ mẹ uống nha. Mẹ cho mẹ khỏe, mẹ sống lâu với con nha. Bây giờ mẹ uống thuốc. Ừ. Được rồi, cảm ơn con. Cho bà ngoại uống với con. Ê, đem lại cho bà ngoại uống đi. Em lại cho bà ngoại ăn viên. Bây giờ á, con viên thì bỏ cho bị dơ rồi. Ừ. Bây giờ á, hôm nay không có đẹp lắm. Ừ, rồi đi, mẹ cho bà ngoại đi. Cho bà ngoại ơi. Ngoại ơi, hỏi hứa này nè. Thôi đi đừng mới có máu ra nha. Bây giờ con bác sĩ cho uống thuốc tới giờ bệnh nhân nằm dài đó ra hết đi bác sĩ đi cho uống thuốc như tâm thần. Bác sĩ giỏi quá, bác sĩ ơi. Chưa uống hết, nó chưa trôi, nó còn mắc kẹt đâu. Uống nhiều nước, uống thuốc là phải uống nhiều nước đó không? Thôi uống nữa, uống nữa. Trời ơi. Cảm ơn Khánh Vy. Đó bạn rồi. Gì đi khám từng người. Hết bệnh. Hết bệnh nè. Dữ không có bệnh. Không cần gì Tư hả Vy? Dì Tư đó kìa. Tư nè. Tư mẹ à. Tư bệnh làm biếng rồi. Ai da tôi bệnh quá, trời ơi, ai gì tôi bệnh quá, trời ơi. Đừng ngon bác sĩ. Đừng ngon bác sĩ. Đừng ngon bác sĩ. Bác sĩ cho con dê miếng đi. Bác sĩ cho dê miếng bắp đít bác sĩ. Dê chờ. Thích bệnh nhân quê dê bác sĩ rồi. Gì tôi có bệnh không Vy? Chờ bác sĩ không cho bệnh nhân lại gần là đúng. Bệnh nhân sàm sỡ. Ngay bác sĩ không cho bệnh nhân lại gần. Hồi nãy giờ là mình nấu cái này á, tuy là nó không phải là con heo nái, nhưng mà mình làm thịt kho rượu á thì mình phải làm cho nó mềm luôn. Thịt mà nấu cho nó mềm thì cũng phải là 2 tiếng tới 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình xịt vô cho nó một miếng nước mắm ngon. Nước mắm này nước mắm ngon. Với lại giờ mình để muối. Đường. Tính để đường nữa. Mình để muối, miếng đường vậy. Giờ thấy cục thịt nó ngon vậy đó, nó rượu lại rồi, giờ không bị mốc ra, ăn được rồi. Hồi sáng này thì qua đi chợ, qua mua giá,
mua hẹ với một củ cải đỏ nè. Bữa nay á, đáng lý ra là thịt kho rượu á, thì ăn chung với lại cải chua, dưa cải chua. Nhưng mà bữa nay thì mình làm ăn khác một chút, thử coi có cái gì lạ mà ngon không. Thì mình lấy giá cái mình tộm, mình giá với lại hẹ nè, làm mình tộm. Còn tiền thì tộm gì tiền? Nhìn hình đón. Tiền thì chặt dừa. Chặt dừa làm một ca nước đá dừa thiệt là ngon. Đặng hồi ăn xong thì uống nước. Cái cọng hẹ mình cắt dài bằng cọng giá luôn, mình canh. Ví dụ cọng giá nó dậy như đây thì để đồ. Nhớ hôm qua vậy là chính xác luôn nè, tiền hết tiền. Thấy cọng giá đo dài bằng cọng hẹ không? Đó. Lấy miếng à, mình không có lấy hết, mình lấy cho nó có cái màu đỏ cho nó đẹp thôi. Vừa này cứng, hơi cứng, không có nạo cái vô ăn chung được ha hai. Chứ cái nạo cái vô ăn chung cũng ngon. Ăn cơm mà. Ăn cơm để nước dừa vui vẻ ăn ngon. Bình nói xuống á, xách miếng đồ ăn cho con tròm. Hồi nãy mình có rủ ở lại ăn vú heo. Vú heo kho rượu. Mà không biết là lát nữa có ở lại không nữa. Ủng này là cái gì hai? Hả? Mình làm chua không phải gỏi nữa. Cũng không phải gỏi mà giống như là mình kêu bằng mình làm chua chua á, cũng không biết kêu bằng gì nữa. Thì trong đây nó có ba, mình thấy là có ba màu, màu đỏ, màu xanh, màu trắng. Bỏ muối vô nước dừa luôn. Ủa bậy, bỏ đường vô nước dừa. Bỏ đường vô nước dừa nè, sắc miếng chanh nè, bỏ vô đây cho nó thơm. Những cái ngày mà nóng nực thì ở quê mình là sứ dừa, cho nên hay nếu mà thích uống dừa tươi thì giật từ tên cây uống tại gốc là nó ngon nhất. Còn nếu mà không thích uống vậy, thích uống dừa lạnh lạnh ngọt ngọt chua chua thì mình có thể mình pha đường với lại chanh rồi đập nước đá vô thì nó rất là ngon. Cái dừa thơm mùi chanh rồi dừa ngọt ngọt chua chua uống cũng ngon lắm. Còn cái này thì mình cũng lấy chanh luôn, mình lấy chanh á, mình xắt chanh ra rồi mình dắt vô đây, rồi mình bỏ thêm đường với thêm muối vô. Đáng lấy ra là mình phải quậy vô cái chén, nhưng mà cái này thì hai cũng được. Con cu nó thấy anh Bình nó kêu, mà nó thấy mình nó không kêu. Hai mẹ của nó nữa, thằng Huy qua nó cũng kêu nữa. Con cu nó cũng được. Con ra hai 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 con ra. Con tắm hay con máy vậy Bình Tâm? Con ra nó cũng kêu kêu kêu. Bình Tâm tắm hả? Vậy nó về đây. Bây giờ mình để ra đây miếng muối với miếng đường. Cái nhịp theo tay kìa. Ngộ ta sao ăn của em là không được. Cô ghét
chua mà mặn ngọt ngọt. Vậy cái mình tụm lại. Vừa vừa giờ đi đập đá luôn hả hai? Ừ, vừa chưa? Ờ, thử miếng thử coi. Ừ, đập đá luôn ha, đập đá vô luôn. Chưa chưa, bỏ miếng chích xíu đường nữa. Quên bỏ miếng chích xíu đường nữa. Tại vì đập nước đá vô á là nó lạc nó lại. Đó, vậy là nó vừa. Mình thấy vừa rồi á thì mình bỏ thêm miếng đường nữa. Tại vì mình để không mình uống thì mình không cần bỏ thêm. Còn này mình trộn với nước đá nè. Nên là phải dặn miếng đường nữa. Cái này ngon lắm đó Hoa. Chút xíu nữa nó thấm nó vô á. Cái mình chấm với thịt kho rượu ăn. Dọc nó hay lắm. Thấy nó sợ thấy chưa? Mày làm lại coi, mày bắt nhịp chưa? Mẹ mấy người mà đứng mẹ, đứng làm đần đần cho mấy người khác á, đần theo dở dở tay lên cho mấy người khác đần theo kêu bạn gì? Obiga. Ờ thôi đúng rồi. Đúng rồi. Mình làm nhạc tưởng cho con cu. Giống đó cái nó kêu liền, giống cái. Giống cái nó kêu liền. Vậy. Thôi giấu con kêu mày. Đội tưởng là âm nhạc. Đội trưởng đội cu. Giống cái nó kêu liền rồi giống. Đây đúng rồi. Đây. Đó, mấy người Pháp mình ta ưa cái gì cái dạng ăn mấy người vậy. Mà phải không? Đội trưởng đội cu. Ai? Anh cu mày hay nhất hả anh Tâm? Cu. Tâm tất cả các cu này là cu động khen hay lắm. Cu của anh khen là phải rồi. Cái chuột của ngoại chấm ảnh ra chuột không có. Cô này tối là phải đem vô nhà mới được. Nồi thịt kho rượu đã xong. Bây giờ mình múc một vài cục cho chú Năm vô cái tô này. Bà ngoại ơi, không biết chú Năm ăn được không. Bà ngoại. Ông quay thức rồi bà ngoại ơi. Vú heo kho rượu ăn với lại giá chua. Mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn với gia đình của mình. Chị Hương cầm đũa gì hơn? Này có mẹ nè. Được quá. Để nó chút xíu nè. Ai gì hơn? Dạ. Xin mời ông bà cô bác. Lấy vú cho mẹ qua. Lấy vú cho mẹ. Hôm đó này ăn toàn là thịt không, nay ăn vú cho thử một bữa gì hơn. Dạ. Vú. Đâu qua ăn thử cái vú nữa coi. Thôi. Ngon ghê mình xem à. Hồi đó về thì mới ăn vú heo kho rượu. Vì ơi, ăn thấy là mầm quá. Ngon. Giòn. Hả? Làm như nạc. Khánh cũng chưa ăn lần nào luôn á. Để ăn nghe nói thôi mà. Ngon cười hết. Cảm thấy là ăn như mà ăn lòng heo vậy á, ăn cái ruột non nó gì á. Nó béo hả? Nó giòn. Nó béo béo này á. Hình như nó hơi nhẫn. Hơi nhẫn hay ăn thử có không? Thôi cảm thấy cái miệng vậy hơi kỳ ta. Đẩy cái miệng qua.
Ra hồi nãy qua uống nước dừa. Thôi ăn thử gì tiền. Này chắc là nước dừa. Mềm, sao chứ nên mà được. Ừ. Ngon thế. Chứ con không có ăn được à. Tiền có cái đó, cái nấm vú kìa. Thôi, tôi đi liền. Đây 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 đây. Rồi đi. À. Anh chàng. Nó không chan nước mà. Chan nước cho mẹ miếng nước coi. Mẹ giao cho nhá. Cay dễ sợ luôn rồi chứ sao chứ ra không đỡ. Để nữa thấy hết cái chứ. Đây qua cả. Đúng rồi. Ừ. Đấy, qua. Nó xài mẹ mình tính sữa dán gạch mộ ông cố bà cố dán cái mộ ở tên gạch của cha mình nó bị nứt á, gạch nó bị đứt rồi mẹ mình kêu đệ chở xi măng ăn cho thợ ngày mai sửa lại dán gạch. Khách ở đâu ạ? Nay đám giỗ ông nội rồi mấy anh kéo qua luôn có cha ăn hay sao? Ăn cho họ hụt mít con kho vậy ông ơi. Ngăn qua đó nó nhẫn nhẫn gì có không? Ngon cái miệng qua rồi. Nó qua nó không nó chưa lạnh. Ngon hả? Cái chú hay ăn không hay được ăn gì cơ. Thiện thắm. Còn rửa đồ lâu lắm. Đây là cạo rửa nó tẩy rồi dữ lắm à. Đó gì vậy ngon vậy? Để cái miệng qua. Dạ. Ờ. Ờ. Hả? Ủa? Thôi có không thấy? Phương nhà bảnh hả đệ? Phương ở bảnh hả? Hái dài đó để nó xài bữa nhờ nó già rồi nó không chua không? Chan nước cho mẹ qua. Mẹ đưa chén cho con chan nước kho dịu rồi. Kho dịu với chan nước ăn mới ngon chứ cơm khô mà. Ngon hết. Ngon chứ hả? Ừ. Ăn với dưa, ăn với do giá, ăn ngon. Hồi nãy á, là mình nói thiệt á, là lúc mà mình kho xong rồi á, mẹ nói là thôi đừng kêu tao ăn, tao sợ lắm mấy món lạ lạ, tao sợ lắm. Giờ có mẹ ăn được rồi ha. Ăn ngon rồi. Ăn ngon rồi góp thêm một cục nữa. Hồi đó là hồi gì hơn mấy con hồi đó ập cha mấy đứa này nè, ổng thích ăn vú heo, mà vú heo còn chảy sữa, ổng mua về cái ổng luộc, ổng chấm mắm nêm ổng ăn. Cái ổng bữa đó ở sớm là người ta có mày heo nái người ta nuôi không xong á, ta mày cái ổng mua có 1 ký à, cái ổng đó ổng mua đủ ổng ăn nha, tôi thấy sữa tôi ghê quá tôi không dám ăn. Cái ổng luộc cũng luộc cũng chấm mắm nêm rồi ổng ăn, ổng nói ngon dữ lắm mà tôi không dám ăn. Hồi nãy giờ tôi không ăn mà bây giờ thấy kho ngon nè tôi mới ăn nè. Kho ngon hết chị, mà kho ngon hết kìa, ngon mà kho nó ngon hơn thịt nạc luôn á. Họ ăn thánh kho là em biết ngon rồi. Em nói này ăn không nhé ngon. Nên em giờ thấy ăn ngon chứ hồi đó hồi đó không ăn á. Hồi đó là thấy không ăn, còn giờ thấy là muốn ăn. Thấy ngon gần chết luôn. Khánh nghe nói, hồi nãy giờ Khánh nghe nói là thịt heo, vú heo kho rượu ngon dữ lắm. Ngon lắm. Mà Khánh chưa có được ăn. Dạ. Bữa nay sẵn dịp có nè, Khánh làm cho ở nhà ăn thử thôi coi gần sao. Mình đâu có ngán như mỡ đó, thịt nó đâu. Tư tư ăn ngon tư. Đi rồi. Vừa đi vừa ăn cơm vừa giữ em. Y như hồi đó con vừa ăn cơm vừa giữ tiền vậy. Giờ đã trả công lại dần công. Khánh nghe hãy nói. Ừ. Ngon kìa. Đây là nước dừa, pha nước dừa đá. Nha mẹ, uống nước dừa nè. Chị sao uống nước gì đó? Thôi, uống trưa nắng mà uống cái nó mát tận tim phổi luôn. Tận tim gàng. Ốc gà mít còn mấy bữa nó mưa mà giờ mệt. Nằm quá tội. Giờ tới lượt mình ăn. Con mời ông bà, cô chú, anh chị. Để gần hết ăn được mấy miếng. Mẹ mình nói nó ngon nhưng mà có điều nó ngán.
bước hết hai miếng rồi, mẹ ăn hết hai miếng đó là quá hay. Quá quá tải của mẹ rồi đó, quá sức chiến đấu. Rồi con lấy miếng rau nè. Bình thường tôi ăn đâu có dữ dằn gì hơn, nay ăn hai miếng luôn á, nay ăn bù lại bữa hổm. Bữa hổm bệnh không ăn, nay ăn bù. Trang lên rồi giờ mình ăn. Miếng này là có da. Mình làm một tái ớt luôn á, nửa tái để nguyên với nửa tái cắt nhuyễn. Ăn với này ngon chứ, nó không ngon gì hơn, bớt tâm thêm gì hơn. Nè, nửa nếp nửa đeo luôn. Ngon quá, ngon hả? Nè, giòn giòn nó ngọt. Hôm qua nó nói ăn giống lòng phải nè, à, làm như vậy, hơi giống lòng vậy á. Lai lai thôi mà. Ừ. Thử ha, thử ha, là giờ mình cắn nha. Nó đắt đỏ gì hơn. Ngon. Ăn giống như có hộp mít nè. Ừ, nhiều mít ha. Sực 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 lùm lùm lùm. Mà khi vú heo á, mà mình nướng á, thì mình ăn nó giòn giòn, nó dai dai. Nhưng mà mình thoa rượu á, thì nó béo béo. Nó béo béo, rồi nó mềm. Mà nó giòn giòn, nó sực sực, nó sột sột. Nó ăn sao ta, ngon gì đâu á. Ngon quá, này giờ mấy chục năm chứ mấy vú heo mà thoa rượu á. Hồi đó tao gắn heo, mày heo đẻ không xong cái gì hơn. Cái gì mua thời nó chảy sữa đục ngừ hết tên. Tôi giờ nó hết, tôi sợ gần chết. Tôi nói trời ơi, cái gì thấy gì sao dám ăn. Ăn tư cũng ăn, nó ngon. Còn bỡ quá. Ngon hơn thịt nạc. Cái ông ăn xong thì hơi sạc rồi nè. Ông ăn xong, ông ăn xong rồi cái ông nói tuần sau gì hơn biết không. Phải nãy tôi biết tôi mua thêm hai, tôi mua thêm ký nữa. Tôi mua có một ký. Đây là con nước đá đây nè. Lấy cái muỗng múc vô đây nè. Cho ông cái muỗng đi. Cho mẹ uống đi. Nó thiệt. Nó thiệt à. Đấy á. Rồi. Đáng lý ra là cái món này là mình phải ngâm với muối. Mình ngâm khoảng một ngày nữa thôi. Khoảng một ngày. Đổi. Ừ, đổi. Rồi nó để nó chua lên. Còn mình không có thời gian làm vậy cho nên là mình dắt chanh viên bở miếng đường với muối về ăn đỡ. Một bự lắm, giờ cái đã vô kìa, mất một bự đã vô kìa. Đâu có, nó uống mà. Nó thêm cục nữa, ngon quá ngon. Ngâm mẹ thấm thấm, chua chua. Con nói đi, ai hát quýnh cho con vậy? Rất quá. Ai? Thịt trộn vịt đúng không? Hồi nãy mình không có để nước màu không? Nhưng mà mình nhìn miếng thịt nè. Nhìn miếng vú heo nhìn rất là ngon, nhìn bắt mắt lắm. Tại vì nước dừa á, nó ra mình để hai trái dừa vô đây mà. Nhìn y như miếng thịt nạc. Mà khi cắn vô thì không phải miếng thịt nạc. Mình trong đây rồi là vú mà. Phan chẹp cái này thấy qua qua là cái người mà nhìn rõ nhất cái tên cái chỗ này. Nãy giờ quay đâu Trung? Cái này chú ăn, chú Năm ăn khá dữ mà. Chú ăn Năm. Chú Năm ăn khá dữ rồi. Cho nên nhớ ăn mềm dễ ăn. Chú bé không phân. Ngon quá thì ngon. Mít vậy. Còn hôm qua nó ăn hay sao biết không, mà đẹp giống lòng lòng heo quá chứ gì vậy, trong bụng heo mà có lòng á, cái ruột non á nó béo quá. Đi lên nó chạy nó thấu chụp cái đầu bây giờ lại đây.
giờ mình ra chú Năm, em cho chú Năm tô này. Mình hỏi mẹ mình, không biết chú Năm có ăn được không, tại vì hồi nãy mình để ớt hay cay cay á. Mẹ nói chú Năm rượu chú Năm còn uống được mà nói chi này. Nay đi thì có lính của mình đó. Đây, lính của mình đây. Bắt tôi đi, bắt tôi đi, bắt tôi đi. Đi. Chú Năm có nhà. Chú Năm. Con như thế này chú Năm tô chú heo kho hiệu. Lấy cái tô sang qua cho mèo à, kho hiệu à. Lấy cái tô sang qua đi. Lấy tô sang qua cho chú Năm. Không có thịt. Chú Năm không có thịt mèo mèo à. Không có thịt, nó mè mèo à. Mèo mèo à. Chú Năm ăn thử cái này nhìn giống thịt nhưng mà. Ừ chút xíu vậy mẹ. Ăn như hột mít vậy. Mềm ngon lắm chú Năm. Ông Năm đâu có kẹo đâu mà chó. Con nãy bạn. Hồi nãy mẹ dặn con rồi mà. Giáo xin ông Năm hả? Dạ là xin ông Năm đó. Con lấy một cái thôi, còn nhiêu tả ông Năm đi con. Lấy một cái thôi. Bánh nhóc rồi à. Cái này nữa. Thôi xin cái thôi, không có vậy nha. Xấu quá. Xin lấy một cái thôi con, xin ông Năm cái còn nhiêu để ông Năm ăn hay không? Nổi chứ. Nhảy ra. Rồi. Rồi được rồi, đi về đi về. Thôi về bỏ Vi. Thôi chứ đang thằng về. Ông Năm. Ông cảm ơn ông Năm chưa? Cảm ơn Năm. Thanh ta lại đàng hoàng. Cảm ơn thử Thanh ta lại. Cảm ơn Năm. Mời thợ mặn rồi phải không? Dạ, thôi thợ mặn chú Năm. Đi về. Đủ chưa? Nhiêu đó đủ chưa? Dạ, cảm ơn ông Năm, thôi ông Năm về đi con. Chưa đủ nữa hả? Nhiêu mới đủ nữa? Thôi về. Vậy thôi con ở đây với ông Năm luôn đi. Mẹ về. Thôi ông Năm con về. Thôi ông Năm con về đàng hoàng. Thanh ta lại. Thôi ông Năm con về. Con cảm ơn ông Năm. Cảm ơn ông Năm. Cái chủ kiểu vậy. Nói vậy? Đi về chú Năm ơi. Thanh về luôn chú Năm ơi. Chó này chạy theo hả? Ừ. Mời thợ mừng ngộ. Hắn về luôn chú Năm. Không chịu thì thôi con ở đây với ông Năm đi. Mẹ cho con trong Năm á. Chịu không? Chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thiệt là vui vẻ.